Mình mướn mua đồ 600 ký cổng. Nani? Thấy không? Chơi chiêu là cổng sau lưng. Xong rồi chiêu chiêu ôm cổ trước ngực đẹp này. Cổng bảo đảm tiền view. Mẹ hai tay mới vừa mày ơi. Hai tay luôn. Một tay cũng được. Hai tay luôn nè. Toy Trip Jedi High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị lẫn tập luyện của Duy Nguyễn tại Thor Gym. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, trên màn hình các bạn là một cái khung sắt dùng để ngạo nghễ và trải nghiệm. Đây là khung sắt có tên là tùm lum tên hết. Tên nó vậy nè. Nè ha, chin up. Rồi xong rồi cái này là dip. Xong rồi cái này là knee crunch, nó ghép lại với nhau. Thuộc dòng Performance Plus Bench Bend and Rack. Tức là cái chi nhánh phân thúc mà nó thấp nhất. Bend là cái ghế thôi đó. Rack là cái đồ để tạ. Nào mà nhìn cái khung thấy ngầu chưa? Hồi nãy bốn thằng khiêng xỉu luôn. Bốn thằng khiêng đó nè. Tôi muốn nói cho bạn nè, cái tay cầm nè, bạn phải lại gần đây bạn mới hiểu. Em quay gần đây nè, thấy cái tay cầm chưa, ấn tượng chưa? Bây giờ đâu bây giờ có tụi em đi kiếm được cái khung nào vậy không? No. Nè cái tay cầm nè, mẹ hai tay mới vừa mày ơi. Hai tay luôn, một tay cũng được. Hai tay luôn nè. Trời ơi, nó nhát mà nó đen đã. Của nào? Stup Stup Fitness International. Đã. Này khối nữa nha. Cái này là khối chứ không phải là dặn ốc nữa không? Đó, nhưng này nói nè, không phải dặn ốc. Cái khung này 49 triệu. Đây là da Rap 3, da Mercedes. Nhưng mà nói thật sự với bạn, có cái khuyết điểm. Cái máy này nè, cái này nó dễ, nó mau á. Tức là ở trong những cái máy mà tập gym có cái máy tập tay, chứ cái máy tập này nó chấn của chỏ vô là dễ lủng lắm. Nó chấn của chỏ vô chừng 5 mà lủng da. Còn mấy cái mà da của tàu đó chấn vô chừng 3 ngày lủng. Thì ở cái máy tập này nó rất là bự các bạn. Nó thấy không? Mình trải nghiệm người dùng coi, đứng vô rồi không? Rất là oai, oai như cốc luôn. Nó chắc mà nó êm mà nó đã, không biết dùng diễn từ nào để diễn tả nữa. Đó, cái khung này á, nó tập được rất là nhiều bài, 3 bài quyền thoại, đặt cái tên máy luôn. Nhưng mà nó có một bài dip. Bạn nhớ tôi có một cái khung dip ở trên máy CT 800 không? Nó vậy thôi. Cái khung đó dip rộng, khung nó dip khác, cái này dip khác. Cái đó dip ở dưới cũng được, còn không lên đây dip cũng được. Nói chung là BBT nó nhiều tiền, mua nhiều máy vậy thôi. Dip cái này chơi tạ thêm thôi nha các bạn. Cái khung này chỉ có quận 9 và quận 7 có thôi. Bình Tân không có, không có chỗ để. Quận 12 có không? Có cái giống vậy mà không phải vậy. Nên các bạn nào tập ở quận 9 và quận 7 á, được trải nghiệm những thiết bị mà phải nói là gọi là để đời luôn á. Các bạn tưởng tượng nếu bạn vô chụp hình chung với khung này thôi là cái giá trị người bạn nó khác liền đó. Nên có nhiều người á, họ nói là thôi giờ mua máy Mỹ Đế làm chi, mua mấy khung tiền chế ráp tập cũng lên cơ nữa.
Tôi chúc bạn thành công với suy nghĩ của mình. Ở trên cái máy này nó có 3 bài tập, 3 bài, 3 bài kinh điển và quan trọng thôi. Nó là 3 bài tập đại diện cho cái khung này luôn. Nha các bạn, cái khung này các bạn sẽ thấy nhiều phòng gym nó có. Nhưng mà nó chỉ không có loại này thôi. Đá bụng. Cái khung này đá bụng có mỏi. Nó vừa form lắm. Nó rất là vừa form. Đúng là đẳng cấp mỹ đế. Bài này có tên là gì? Hanging Knee Press. Nhiều khi người ta nói khung này là khung thể lực. Nhìn nó vậy thôi chứ tập mấy bài thể lực với bạn. Chống xà kép đu xà đơn. Đó, hai bài đó kinh lắm. Nè, chống xà kép nè. Ui! Bài này lâu quá không chống ghiền ghê bạn. Ok chưa? Cái máy này sẽ tập được một số bài căn bản và quyền thoại. Nhưng mà tất nhiên với giá tiền là 49 triệu thì Duy khuyên bạn đừng mua. Hả? Đừng mua. Tại vì bây giờ mua cái máy này mà để trong phòng gym thì nó tốn tiền quá. Mình phải đầu tư tiền cho những cái máy khác nữa. Do đó, cái máy này hãy để cho nó làm một cái gì của riêng THOL đi. Để cho những video của THOL trở nên độc quyền. Và để cho phòng gym của THOL nó trở thành một cái phòng gym không ai có thể vượt qua về mặt thiết bị. Đó, tôi sẽ tư vấn các bạn. Cái máy nó rẻ hơn. Nó thuộc cái dòng Evolution Mỹ Đế Middle End. Nếu các bạn có nhu cầu cái máy giống như vậy. Còn tất nhiên, đây là thiết bị Mỹ Đế High End Profone Plus có tại Thor Gym. Độc quyền duy nhất và tiên tiến nhất Việt Nam. Đó gì đeo cục nặng nhất là 60kg vô trong. Thì giờ mình không chơi đó nữa, mình mướn model 60kg cổng. Thấy không? Chơi một chiêu là cổng sau lưng. Xong rồi chiêu ôm cổ trước ngực kẹp này. Chống. Bảo đảm tiền wheel. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.